Quỳnh Nhi em gì đây? Con đang ăn thịt gà. Ăn thịt gà. Thế tí mình ăn no xong thì mình đi đâu? Uống cả hộp sữa nữa kìa. Vâng, con đang đi về quê. Đi về quê làm gì? Đây, nhà hàng đi về quê làm gì đây? Đi về quê ăn cỗ. Ăn cỗ à? Ấy, đã gọi cho ông bà chưa? Mà về quê không gọi cho ông bà rồi xong rồi tí nữa không có tối không có cơm mà ăn. Bây giờ cơm thì Quỳnh Nhi ăn cơm đây rồi cần gì nữa? Bây giờ là 4 rưỡi 5 giờ, về đến nhà cũng phải 6 giờ đến 7 giờ phải đăng ký cơm với ông bà nội chứ không thì có mà nhịn. Này các anh chị ơi, em Quỳnh Nhi hôm nay đi học về sớm đó. Này ngồi ăn đây này. Này, ngon không con? Có. Ủi rồi hết này. Bây giờ em Quỳnh Nhi về quê gì nhỉ? Về quê ông bà nội. Về quê nội để ăn cỗ. Ăn cỗ của một cô của em Quỳnh Nhi nên là về tranh thủ về sớm mà đi ăn cỗ nha các bạn nha. Các bạn hãy thử đoán xem là ăn cỗ ở Bắc Giang có khác với ăn cỗ ở Nghệ An và ăn cỗ ở quê chỗ các bạn không nhá. Quỳnh Nhi con đang làm gì đấy? Con đang chơi đá bóng à. Đâu? Có chân đá bóng nào? Ra đâu xem nào. Các bạn đây đây, em Quỳnh Nhi đang đá bóng này. Trời ơi, ở trong nhà này tha hồ đá bóng phải không? Cẩn thận đá vào hết ở bên chỗ cái đồ này nhá. Bên sang cái đồ này là hỏng hết này. Cái tivi ở đây này, đá vào tivi hỏng là mất tiền luôn nhá, không có cái gì mà xem đâu nhá. Ơ, Quỳnh Nhi có áo gì đẹp đây, con khoe cho các anh chị xem đi. Anh chị ơi, đây là áo lớp. Áo lớp ở đâu để bố xem nào? Đây là cục lớp. Wow, đây chữ gì đây bố xem nào? Ngoảnh đây. Vũ trụ thu nhỏ là A6. Ui, nhìn đẹp vậy đây, mấy bạn gì đây bố xem nào? Mấy bạn vịt à? À gà con các bạn ơi, gà con và tên lửa này. Ui. Mẹ bạn Quang làm cho đấy. Đây là đồng phục của cả lớp phải không? Ô thế bố không có à? Không ạ. À bố ra cái mảnh này mẹ cũng có. Đâu? Ui, các bạn ơi, mình không có áo đồng phục các bạn, nhưng mà Quỳnh Nhi với lại mẹ lại có áo đồng phục. Ui. Bó tay thế là mình là người ở ngoài rồi, không có áo ở đây. Đây là áo của mẹ này các bạn này. Cũng là vũ trụ thu nhỏ 1A6 các bạn. Đấy, to hơn. Ui. Thế như thế này hay là bố mặc áo này nhỉ? Xem bố xem có vừa không? Đây vừa. Đây yeah, bố mặc vừa. N của nữ. Ui, chán thế. Thế tí hai mẹ con mặc quần áo này về luôn à? Vâng ạ. Ui, xịn sò ghê nhỉ. Bố chả có, hôm nào mà đặt thì đặt cho bố một cái nhá. Không có, hết rồi à? Hết rồi. Hết đâu mà hết. Đây. Sau chuẩn bị thời gian về là em Quỳnh Nhi đu tập thể dục trước các bạn ạ. Không thì sợ về nhà lại không đu được. Con co chân co bụng lên xem nào. Con lên đi. Co lên. 1. Để bố đếm. 2. Tiếp tục. 3. Để thẳng chân được. Cứ tập nhiều thể để cho cao con nhá. Ta-da! Nhìn này các bạn ơi. Hai mẹ con mình vừa mới tắm xong này, chuẩn bị về quê này, mặc áo đôi này. Của mình cũng có trường tiểu học Mai Động này, ở đứng sau nữa em Quỳnh Nhi nào. Đây là hai mẹ con mình cũng đặt một cái giống của lớp em Quỳnh Nhi nữa để cho. Đây, em quay cho mẹ này. Đó. Đây, đẹp không? Đẹp. Cái này á. Mẹ ơi. Dạ. Chắc em thấy cái gì nhỉ? Cái gì? Cái lửa của mẹ to hơn của em. Tại vì áo của mẹ to hơn mà. Đây, cái này là ban phụ huynh ai thích đặt thì đặt, nên là mình đặt 1-2 cái để lúc nào lớp em Quỳnh Nhi còn đi du lịch ở đâu, đi dã ngoại ở đâu thì mẹ làm còn ké theo chứ. Đấy, yeah. Còn bây giờ bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ nhá, để còn đi về quê này. Rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Đây này. Đây, túi lớn, túi nhỏ này, mũ bảo hiểm này. Trong này cũng chẳng có gì, chỉ có 1-2 cái váy. Mẹ 2 cái, Quỳnh Nhi 2 cái, bố Hùng 2 bộ. Thế là đã đầy như thế này rồi. Trời ơi, về ăn cỗ chả có gì ngoài đồ quần áo đẹp thôi. Bây giờ cả nhà mình lên đường về Bắc Giang thôi. Yeah. Ta-da, các bạn ơi, bây giờ gia đình mình về quê thôi. Về quê thôi các bạn ơi. Hẹn các bạn ở Bắc Giang nha. Em Quỳnh Nhi này. Rồi ơi, đi xe máy là phải bịt kín như thế này nha các bạn nhá. Bịt kín là tôi đen. An toàn giao thông này. Đây, cứ đòi ngồi đằng trước. Thế là mẹ cho ngồi đằng trước một xíu, xong rồi tí nữa là ra đằng sau ngồi với mẹ nhá. Ok. Ừ, bây giờ đi thôi. Đi xe máy thì tầm khoảng 2 tiếng các bạn ơi. 2 tiếng nữa là có mặt ở Bắc Giang rồi. Bây giờ để gia đình nhà mình đi đã nhá. Gần 6 giờ. Ôi giời ơi, 7 giờ đúng không anh? Trời ơi, đi cũng mỏi quá, đau hết cả mông luôn các bạn ơi. Tối bây giờ trời tối om rồi. Em Quỳnh Nhi này. Đấy. Lên lên đi em nhím em. Em nhím rồi, xuống đây chơi đi. Nhím đang ăn nè. Chào các anh chị đây. Các anh chị ơi. Em chào các anh chị. Anh wow. Chị ơi, em nhím đây này. Các anh chị cứ hỏi là cứ về gặp em nhím đi. Đây, em nhím đây này. Các bạn hỏi là em nhím đâu? Lâu ngày rồi không gặp em nhím. Đấy, em nhím về rồi này. Nhím giờ về bác mới về rồi đây này. Hello. Trời ơi, em nhím đang ăn sữa chua đó. Đã ăn cơm chưa? Nhím, ăn cơm chưa? Chào ăn chưa? À. Đây, em Quỳnh Nhi đi lúc đi xe ngủ dọc đường này, bây giờ mới tỉnh thế này. Đấy. Ngủ không ngủ say, người mẹ ôm. Hả? Người mẹ ôm thế này. Nhìn thấy lâu lắm rồi, giờ mới về, giờ mới thấy lạ này, cứ nhìn ngó đây này. Nhưng mà lần này về không biết sợ các bạn ạ. Lần trước về thì còn chú xe không cho đến gần đâu. Đấy, hôm nay còn nghịch ầm ấy. Chị Quỳnh Nhi nhớ em quá đây này, ngồi lên cho em chở. Ơi, tóc em tốt rồi thế này. Ui giời, lái xe chưa? Em biết lái xe chưa? Ông có tắt điện mà cho con chạy không? Thế à? Thế thì bác sửa xe cho nhá. Thế bác sửa xe này cho chạy nhá. Ok không? Đó. Nhưng ta biết đạp chân ga đâu. Xe này hết điện rồi, xe này hết điện rồi các bạn. Chào các bạn ơi, hai mẹ con mình đã thay đồ đẹp xong để đi ăn cỗ rồi này. Đấy, các anh chị nhìn thấy em Quỳnh Nhi có xinh không? Em xinh không này. Nào bây giờ chúng mình sẽ đi vào ăn cỗ nha. Kìa em nhím trời kìa. Đó, ui ơi. Em nhím cũng thay váy rồi để đi ăn cỗ rồi đây này. Đấy, trời ơi, chả biết đường nào mà cũng dẫn đường. Đi bên này em. Nhím ơi. Này mà. Đây, đây là cả nhà mình này các bạn ơi. Đấy. Cái chơi nhím thối này, nhím thối rất là kìa, cũng mặc váy như ai. Ôi anh gấu vậy. Ngày hôm nay gia đình mình đi ăn cỗ muộn quá các bạn ơi. Tại vì bố Hùng là buổi chiều là đi khám, đi bệnh viện nên là hôm nay đi muộn. Mọi người đi ăn cỗ về hết rồi. Bây giờ đi vào nhá. Đây bà nội nè các bạn ơi. Bà nội đi ăn cỗ về mà đã xách một túm gì đây. Đã xách một túm xôi rồi. Đây mọi người ăn cỗ tàn hết rồi hả mẹ? Bán hết rồi, đông lắm nhưng mà bán rồi. Bán hết rồi, bây giờ mình vào càng có mâm rộng để ăn. Đi. Bà Thế lại bé em nhím đi rồi. Đây nè các bạn ơi, đây là cô dâu chú rể này. Xinh ơi là xinh luôn. Đây, cô dâu là em của bố Hùng đấy. Còn đây chú rể cô Vinh Phúc này. Đây là gì đây? Phương Ninh. Đấy, Phương Ninh. Đây, đứng đây. Đấy. Ở dưới này còn để con bóng bay của Nhi thích không? Thấy cô dâu của xinh không con? Có. Đấy. Ông nội kìa. Có chào. Đây. Đây, ảnh bên này này các bạn ơi. Chị. Đây. Xinh chưa, xinh chưa? Cô giáo xinh nhở? Đấy. Rồi, bây giờ mình đi vào bên trong này đi. Đó. À. Nhà có cô con gái Diệu đi lấy chồng rồi. Wow, mẹ ơi, vòng bay xinh chưa này? Vòng bay xinh ơi là xinh luôn. Phương Ninh, Ninh nhá, không phải là Linh đâu. Ninh, Ninh, Ninh. Đây là nhà cô chú mình nè, nhà của cô dâu. Nhưng mà hôm nay cô dâu đi về nhà chồng rồi, tại vì nhà chồng ở tận Vinh Phúc mà. Mọi người cũng tàn hết tiệc rồi các bạn ơi. Đi. Đi vào đâu đây? Đấy, sân khấu kìa. Đâu á? Vào á? Hả? Đây các bạn ơi, nhà anh Hùng còn có một cô em gái này nữa, dáng siêu mẫu đây này. Mới lớp 10 thôi mà cao ơi là cao luôn. Đấy, xinh đấy. Nhi cứ dính với ông đấy. Bây giờ đến muộn quá rồi, không biết làm gì đây này. Đông mọi người ngồi hết rồi. Bây giờ anh em mình là đợi đủ mâm rồi vào cũng vào ngồi thôi. Đây này, nhím thối này, đi ăn cỗ mà. Đã ăn bánh trước rồi. Hả? Kìa kìa, em Quỳnh Nhi đi ăn cỗ mà cũng đói quá đây này. Ăn gì đấy con? Ăn xôi. Ăn xôi, em mời các anh chị đi. Các anh chị ăn cỗ cùng với em nha. Đây, cả nhà mình đây này các bạn ơi. Đó. Đây các bạn ơi. Đây là mâm cỗ nè. Thịt gà này, tôm hấp này, giò này, rau củ này. Đây là như là thịt sán. Không biết là có món nóng gì nữa không? Hình như là có thêm một món nóng nữa đấy. Đây em Quỳnh Nhi thích ăn nhất là xôi này. Đây là hai bình rượu, chúng ta chắc là để cái này sang một bên. Chúng ta không ăn cái này, không uống cái này. Hôm nay chú ban cho con một cái bình rượu này. Ôi, sao đâu. Em mà các anh chị ăn xôi. Rồi là các anh chị đã bao chưa? Đây các anh chị ơi, em Quỳnh Nhi ăn được còn mẹ hàng học cỏ đây này. Đùa chứ mẹ vừa mới bắt thôi. Anh để vào để đây. Đó. Mới chỉ còn mấy món nguội thôi, còn mấy món này, món nóng chưa lên hết các bạn ơi. Đây, đây là đồ nóng lên rồi nè. Bánh bao này, thịt xào này, mực xào à? Em ăn bánh bao à? Đấy, xôi này, xôi trái tim này, canh này. Đó. Như thế này chắc là đủ món rồi đấy. Mọi thứ này rất là nóng. Đây là miến xào em ạ. Miến xào, miến xào. Còn đây là canh đậu. Đấy, canh đậu đấy. Đó. Ở đây á, không thể thiếu được cái món măng này các bạn ơi. Món măng măng ninh chân giò. Em Quỳnh Nhi ăn miến xào này. Ôi, nó không tơi ra nhở. À đây, cái này là miến xào rau tiến vua. Em Nhi ăn cái này, rau này sần sật luôn. Thế á? Ngon mà. Đúng không? Giòn đúng không? Tuyệt vời không? Ngon nhở. Mời tất cả các bạn, ăn cỗ cùng gia đình mình nha. Đây, bây giờ mình phải tập trung ăn thôi, không là tí nữa chỉ còn hết đi.